Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Liên quan đến vụ đại án Vạn Thịnh Phát, theo đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, vụ án này có hai giai đoạn. Giai đoạn 1 tập trung điều tra, truy tố, xét xử 86 bị cáo về các tội tham ô tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Giai đoạn 2, điều tra, truy tố, xét xử các sai phạm liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp. Phiên tòa sơ thẩm diễn ra từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 29 tháng 4 là xét xử giai đoạn 1 của vụ án. Giai đoạn 1 sẽ tập trung điều tra, truy tố, xét xử các bị cáo về các tội danh trên để thu hồi tài sản và làm tiền để giải quyết cho giai đoạn 2. Tại giai đoạn 1, cơ quan điều tra đã thu giữ kê biên phong tỏa hơn 590 tỷ đồng và gần 15 triệu đô la Mỹ, 1237 bất động sản của Trương Mỹ Lan, 61 bất động sản của các bị cáo, 8 bất động sản của doanh nghiệp khác có liên quan, hàng triệu cổ phần tại SCB Ngoài ra còn thu giữ một du thuyền, 9 ô tô, phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng, nhiều giấy đỏ hợp đồng cho thuê. Hiện cơ quan điều tra đã bàn giao hết số lượng tài sản trên cho cơ quan thi hành án thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo cho công tác thi hành án về sau. Ở giai đoạn 2, Bộ Công an tập trung điều tra hai tội danh chính là lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến trái phiếu và rửa tiền liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đối với hành vi rửa tiền, thiếu tướng Thành cho biết Pháp luật đã quy định rõ những hành vi để rửa tiền. Số tiền mà bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát rút được qua hoạt động ngân hàng đã được bị can này đem về đầu tư, mua gom các bất động sản trên toàn quốc và chuyển một phần ra nước ngoài. Đối với hành vi lừa đảo phát hành trái phiếu, lãnh đạo cục C03 cho biết, cơ quan điều tra bước đầu xác định bà Trương Mỹ Lan đã thông qua 4 doanh nghiệp để phát hành 25 gói trái phiếu các lô trái phiếu này có tổng giá trị hơn 30.000 tỷ đồng đã bán cho người mua trái chủ nhằm huy động tiền rồi chiếm đoạt. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ủy thác cho cơ quan điều tra công an các tỉnh thành phố tiếp nhận thông tin của những người bị hại. Từ đó đề nghị người bị hại trong vụ án khẩn trương đến cơ quan cảnh sát điều tra công an các tỉnh thành phố nơi người bị hại cư trú hoặc nơi phát sinh hợp đồng mua bán trái phiếu phối hợp làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu hợp đồng liên quan đến việc mua bán trái phiếu hoặc chuyển đơn đề nghị để được xem xét giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp. Trong phiên xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát tại Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, vợ chồng bà Trương Mỹ Lan, Chu Lập Cơ cùng 84 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về các tội danh tham mô tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tại phiên tòa an ninh được thắt chặt nghiêm ngặt. Theo ghi nhận, từ 5 giờ 30 phút sáng, hàng trăm cán bộ chiến sĩ được huy động bảo đảm trật tự khu vực xung quanh tòa, hàng rào thép được dựng nhiều nơi trước cổng tòa, giới hạn người đi lại nhằm hạn chế tình trạng kẻ xe. Khoảng 6 giờ sáng, hàng trăm cán bộ công an dân phòng tiếp tục tới phiên tòa giám sát an ninh khu vực cổng và trước phòng xử án, chỉ những người có giấy triệu tập mới được vào. Rất đông phóng viên của các báo đài có mặt từ rất sớm để chờ đến giờ vào tham dự phiên xét xử. Trong vụ án này, viện kiểm sát nhân dân tối cao còn truy tố các bị cáo là cựu cán bộ thanh tra của cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thuộc ngân hàng nhà nước, cựu cán bộ thuộc ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh vì đã tiếp tay bao che cho sai phạm của Trương Mỹ Lan. Trong đó, trưởng đoàn thanh tra là Đỗ Thị Nhàn bị truy tố về tội nhận hối lộ 5,2 triệu đô la Mỹ. 16 bị cáo bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 3 bị cáo bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong tổng số 86 bị cáo bị truy tố, có 5 bị cáo là cựu lãnh đạo ngân hàng SCB đang trốn truy nã. Trong quá trình xét xử, nếu không ra đầu thú thì sẽ xét xử vắng mặt. Để phục vụ cho công tác xét xử, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã mời hơn 2.400 người liên quan gồm 316 cá nhân thuộc nhóm cán bộ ngân hàng SCB, 1.153 người liên quan là các cá nhân đứng tên công ty, tên vay, đứng tên các tài sản thế chấp tại SCB thực hiện việc nộp rút tiền; 692 người liên quan là các pháp nhân thuộc nhóm đứng tên vay tiền, nhận tiền tại SCB; 42 người liên quan là các cá nhân tại ngân hàng nhà nước và nhóm người liên quan khác. Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng triệu tập người phiên dịch cho bị cáo Junakel Eric trong bà Lan có quốc tịch Trung Quốc. Tổng số tiền Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm gây thiệt hại cho ngân hàng SCB khoảng 498.000 tỷ đồng. Lúc 8 giờ 30 sáng nay, mùng 5 tháng 3, phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo khác trong vụ án Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị liên quan được khai mạc. Thẩm phán Phạm Lương Toản, tránh tòa hình sự Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ tọa phiên tòa đang đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử. Hội đồng xét xử ngoài ông Phạm Lương Toản còn có thẩm phán Lê Công Huân và ba hội thẩm nhân dân. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến hết ngày 29 tháng 4. Tại phiên tòa, Viện kiểm sát nhân dân tối cao phân công 10 kiểm sát viên thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giữ quyền công tố, có 200 luật sư bảo chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền lợi cho các bị hại. Hội đồng xét xử cũng triệu tập hơn 2.400 người liên quan, gồm nhóm người là các cá nhân thuộc nhóm cán bộ SCB 316 người, nhóm người liên quan là các cá nhân đứng tên công ty, đứng tên vay và đứng tên các tài sản thế chấp tại SCB để thực hiện việc nộp rút tiền, 1.153 người. Nhóm người liên quan là các pháp nhân thuộc nhóm đứng tên vay tiền, nhận tiền tại SCB 692 người nhóm người liên quan là các cá nhân tại Ngân hàng Nhà nước 42 người và nhóm người liên quan khác 201 người. Hội đồng xét xử cũng quyết định triệu tập một số người phiên dịch do bị cáo Chu Nap Ken Eric, chồng bà Trương Mỹ Lan, có quốc tịch Trung Quốc, bị hại trong vụ án là SCB và bị cáo Trương Mỹ Lan. Trong đó, bà Lan là bị hại liên quan đến hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của ông Nguyễn Cao Chí cùng là bị cáo với hành vi chiếm đoạt số tiền 1.000 tỷ đồng. Năm luật sư gồm Phan Trung Hoài, Phan Minh Hoàng, Nguyễn Huy Thiệp, Giang Hồng Thanh và Trương Thanh Đức bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan. Tại phần thủ tục, thư ký báo cáo về sự có mặt, vắng mặt của những người được tòa án triệu tập. Theo thư ký có 79 trên 86 bị cáo có mặt, hai bị hại có mặt. Sau khi nghe thư ký báo cáo về sự vắng mặt có mặt, chủ tọa hỏi bị cáo Lan về sức khỏe và nhắc vì phiên tòa kéo dài nên bị cáo Lan chú ý giữ gìn sức khỏe. Bị cáo Lan trả lời hiện tại sức khỏe mình tốt, tinh thần ổn định. Khai báo tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết bị bắt giữ vào khoảng 20 giờ 30 ngày 6 tháng 10 năm 2022 khi đang ngoài đường. Trước ngày hầu tòa 2 tuần, bị cáo đã được tống đạt bản cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát. Tại tòa, người phiên dịch dịch quyết định đưa vụ án ra xét xử cho bị cáo Chu Lập Cơ, chồng bị cáo Lan nghe. Tuy nhiên, bị cáo Cơ cho rằng chưa nghe rõ về phần tội bị truy tố. Chủ tọa đề nghị phiên dịch dịch lại phần tội mà bị cáo Cơ bị truy tố sau khi phiên dịch dịch lại bị cáo cơ đã nghe rõ sau đó khi được chủ tọa hỏi về sức khỏe hiện tại bị cáo chu lập cơ nói sức khỏe ổn